Chào cả nhà cùng các con nha. Bây giờ buổi chiều hôm nay mình đi hái bầu quỳnh biếu con trai nha các con. Đi các con đi theo cô ba nha. Bầu hái hoài còn hoài à các con. Bây giờ mình hái, mình biếu người ta với mình hái, mình hấp bầu cá lóc nha các con. Bầu hấp cá lóc, rất là tuyệt vời. Ăn với bánh mì nha, cũng bánh tráng nha. Bầu các con nhìn thấy nè. Nè các con nhìn thấy đặc biệt nha. Nhà có ba ăn nửa trái, còn nửa trái thì trai leo lĩnh nè con. Ngon ghê chưa. Đây, ăn nửa trái treo trên vàng nửa trái nha con. Đây là bí đao nha các con. Bí đao nhiều lắm, cô ba hái quá trời. Nhiều khi ăn không kịp để nó lớn cái vạt để nó mà nấu trà bí đao. Trời ơi, cái bằng cái bí. Ôi, cái bí các con nhìn thấy chất lượng không? Nó ăn xèo nha. Hái mà phát ham nha các con. Mê luôn đó nha các con nha. Trồng mà hái vậy là mới mê nè. Nhìn thấy mê chưa? Một rổ quá trời nặng, nặng lắm các con ơi. Chào đại gia đình cùng các cháu ha. Gia đình mình có khỏe không? Khỏe hả? À, vậy là cô ba vui ha. Hôm nay cô ba giới thiệu cái sản phẩm của cái cô ba chuẩn bị quay lên cái video clip của mình nè các con. Chứ đại gia đình của mình là biết cái món gì không? Hôm nay cá lóc hấp bầu nha. Đây cô ba giới thiệu sản phẩm của mình, đây là hai cái bầu dừa, bầu nhà, đậu phộng, thịt xay, củ hành xay, tiêu, rau sống, mắm nêm, thơm bún, rồi bún cào, nấm mèo. Đây là hai con cá, 1,50 kg. Cô mua về cô bỏ tủ đông sáng giờ lấy ra làm. Làm hết rồi nó làm gì ý cô kêu đứng dậy thôi. Giờ cô tiến hành cô làm nha. Bây giờ cô cháu bắt tay vào việc nha. Rồi. Đây. Cô chỉ kêu nó đánh dậy thôi. Giờ về cô ba lột nha. Mà là hả? Đây giờ cái lóc mình rửa cho nó sạch nhớt nha con. Rồi mình bỏ tí giấm vô để mình chảo cho nó đựng canh đựng nhớt. Rồi con cá rửa sạch rồi nha các con. Giờ mình rút xương dây nha. Rút xương dây để cho nó đừng có cái xương này. Bầu già quá mình đo lý ni. Rồi. Rồi. Để giỏ nha gia đình mình ơi. Giờ mình cắt cái đòn bao nhiêu con?
cầu cái bằng vàng. Màu mình hái ngày qua nay đã hơi cực ấy hộp, nhưng mà nó cũng được quá. Giá bằng nghe bắt đầu không thứ cá nha con. Thứ giờ các con biết chi không, chút nó dễ thành cái miếng cá để cho mình gắp mình ăn. Giờ bắt đầu mình ướp nha con. Xương xương tí muối nha, tí lựu ngọt. Tưới nước mắm nha, không được một muỗng nha. Rồi đây là nhân để mình dồn vô vô cái bụng con cá nha con, nếu mà còn có dư thì mình bỏ bên ngoài. Đây là đậu phộng nha con. Đây là củ hành, tí xíu muối nha con, tí xíu rượu, tí bột ngọt, nghe đi ngon, tí mặn. Dòm dây mày có thể mày đẩy được, còn mày cắt một cái lẻ nhỏ mày đẩy là nó bung. Mày thấy không cắt ra mà cái ruột nó nuốt còn nhiều. Đây là con cá bự nha, vẫn còn dư được cái đuôi. Đẩy lại bắt đầu mình hấp nha các con. Rồi giờ cô bỏ vô đây nha, bỏ vô cỡ khoảng 4 muỗng. Rồi bên trong này nó đã có đường rồi đó thầy. Vậy coi nó có, nó vừa chưa, nếu nó mặn thì mình cho thêm chút đường. Ôi cá lóc mình đã chín rồi nha con, bầu chín luôn rồi nha. Giờ mình bắt rửa chăn nguội đi, mình đưa ra. Rồi
ba chào đại gia đình cùng các con các cháu gần xa nha, trong về ngoài nước ha. Hôm nay là cô ba làm cá lóc hấp bầu, đã hoàn thành cái món ăn của mình ha ha con. Nhưng mà cô hấp thì hơi chín, vô có hấp hơi sống sực sực được. Thôi bây giờ là con mời đại gia đình của mình, cả gia đình mình ăn nha. Rồi cá lóc hấp cuốn bún, bánh tráng, rau sống bún liên. Mình cũng có thể ăn cơm rốt nước mắm trăm chấm với nước mắm ăn cơm nha con. Nhưng mà sở thích của ba thì thích cái này. Cô ba mời nha, mời cả nhà mình cùng dùng nha. Đang đói bụng ăn. Rồi ra nồi là ăn luôn. Anh nhìn thấy này sao ngon quá. Chất lượng ba mẹ nha, ăn cùng cô ba thấy có ngon không cả gia đình mình ơi? Chắc là ngon lắm hả? Rồi cô ba xin mời dùng nha. Bây giờ mình ăn cá lóc mà hấp với bầu chấm mắm nêm. Hồi xưa mình ăn khoai mì quết nát cuốn với bánh tráng, không có bún, không có rau sống luôn, chỉ có mấy cái lá thỏi nhái mà mình ăn mà rất là ngon. Đại gia đình mình ơi, nếu mà đại gia đình của mình cùng các con các cháu gần xa có xem qua video clip của cô ba đó, thì nhớ ủng hộ cho cô ba, bấm subscribe và cho cô ba like ha. Và đồng hành có những cái món gì mà mới lạ thì các cháu muốn cô ba thực hiện trên cái YouTube của mình, các cháu comment về cho cái kênh của cô ba nha. Cô ba sẽ hối hả dội vàng làm ngay và đáp ứng là cái sự nhu cầu của các cháu cùng đại gia đình của mình. Video của cô ba đến đây, cô ba xin tạm dừng. Chúc cho gia đình một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, bên mấy ấm gia đình ha. Cô ba xin chào đại gia đình của mình nha. Cô ba xin chào.